Thưa quý vị, giao thông phải đi trước một bước để phát triển kinh tế xã hội là chủ trương mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn nhất quán trong nhiều giai đoạn. Hiện tỉnh vẫn không ngừng mở rộng kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông trong tỉnh và cả liên kết vùng. Bước sang năm mới 2023, nhiều tuyến đường đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, nhiều dự án đường giao thông cũng đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để sớm khởi công. Dự án đường sau cảng Mỹ Xuân Thị Vải được khởi công từ tháng 6 năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Dự án được xây dựng nhằm hoàn thiện hơn hệ thống kết nối khu vực cảng Cái Mép với quốc lộ 51, kết nối với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi các tỉnh Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây. Thời điểm này, dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc, tiến độ giải ngân cũng tương ứng với khối lượng đã hoàn thành. Công tác thi công cọc đất là cũng cơ bản hoàn thành. Sắp tới là nhà thầu sẽ triển khai các hạng mục tiếp theo như là phần móng đường, nền đường và các cái phần hoàn thiện phía trên để đưa vào sử dụng. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã rất gần. Trên công trường cầu Rạch Ông thuộc gói thầu số 36 của dự án đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, người lao động càng đẩy nhanh tiến độ thi công. Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu số 36, tập đoàn Cường Thịnh Thi cho biết, các đơn vị thi công đang tăng ca kíp và huy động thêm thiết bị, nhân lực để đảm bảo gói thầu về đích đúng như cam kết với chủ đầu tư. Số lượng công nhân ở trên công trường bây giờ hiện tại gần 200 người, thì cũng chia làm 3 ca, làm thông ca đến 10 giờ đêm. Từ nay đến Tết, nhà thầu sẽ triển khai thi công xong hạng mục thi công đắp đất nền đường. Và ra ngoài Tết thì nhà thầu sẽ triển khai thi công tác làm các lớp cấp phối và lớp CTB cũng như lớp thảm. Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép Thị Vải, dự kiến đầu tháng 5 năm 2023 sẽ hoàn thành gói thầu số 36. Đến tháng 5 năm 2024 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép để đưa vào sử dụng. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn chỉnh đồng bộ tuyến giao thông kết nối từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, phục vụ vận chuyển hàng hóa cho cụm cảng biển cửa ngõ quốc tế Cái Mép Thị Vải, phục vụ giai đoạn thi công và khai thác trung tâm dịch vụ logistics, các khu công nghiệp hai bên, khu công nghiệp Long Sơn ra quốc lộ 51 và ra tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề ra nhiều mục tiêu, trong đó có mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng kết cấu. Vì vậy, năm 2023 và giai đoạn tới, ngành giao thông vận tải tỉnh xác định sẽ ưu tiên nguồn lực thực hiện các dự án giao thông trọng điểm. Và trước tiên là các dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường Vành Đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh, đường kết nối tuyến cao tốc với thành phố Vũng Tàu. Nghị quyết 24 được ban hành thì đây là điều kiện hết sức tiên quyết để Bà Rịa Vũng Tàu tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển và trong vòng 5 năm tới thì những khó khăn thách thức đó sẽ được cơ bản giải quyết, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên khu vực. Thì đó là một cơ hội mà tỉnh sẽ cùng với các tỉnh trong khu vực nắm tay nhau để phát triển. Liên tục những tuyến đường được khởi công xây dựng và hoàn thiện không chỉ thay đổi diện mạo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà còn góp phần phát triển cả vùng Đông Nam Bộ, đồng thời khẳng định vị thế Bà Rịa Vũng Tàu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.